Bạn gì này. Đấy, chúng ta thay đổi dữ liệu ở đây thì ở dưới file TypeScript của chúng ta biến cũng nhận giá trị đấy luôn. Và biến nhận dưới giá trị thì ở trên HTML cũng thay đổi luôn. Rất là nhanh đúng không? Real time data. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tutorial Angular 15 dành cho người mới bắt đầu, vô cùng cơ bản. Bài hôm nay chúng ta sẽ học về binding. Angular binding dữ liệu. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng truy cập vào trong project của chúng ta. Xin chào Việt Nam. Chúng ta sẽ xem ở đây chúng ta sẽ tạo mới một component ng. Chúng ta sẽ dùng câu lệnh viết tắt generate g component c và tên của component của chúng ta sẽ là body. Mai chúng ta học về binding dữ liệu trong Angular 15. Chúng ta sẽ tạo mới một component binding trong Angular project của chúng ta. Như vậy là một component mới đã được tạo ra trong Angular 15 project của chúng ta. Chúng ta hãy cùng truy cập vào và mở file TypeScript lên. Chúng ta sẽ bắt đầu viết những dòng code đầu tiên ở đây. Trước tiên thì tôi sẽ đóng hết các tab khác để cho nó dễ nhìn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ học về binding dữ liệu một chiều. Dữ liệu từ phía dưới TypeScript sẽ được hiển thị lên trên trang HTML. Và chúng ta chỉ lấy dữ liệu từ một chiều lên nên gọi là one way data binding. Thì ở các bài trước thì chúng ta cũng đã học bài học cái kiểu binding này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành lại thôi. Đây tôi khai báo một biến mới có tên là tên và tôi sẽ đặt là Angular quá nhanh. Chính là tên kênh lập trình hiện tại của tôi. Tôi sẽ bật Việt kỳ lên. Angular quá nhanh. Ok. Và chúng ta sẽ mở file HTML. Ở đây. Thay vì để như cũ thì tôi sẽ dùng cặp vòng nhọn để binding dữ liệu một chiều và tôi sẽ gọi biến tên lên trên này. Cái này chưa lên đâu, tại vì đây là cái form cũ chúng ta. Chúng ta sẽ cùng truy cập vào app.component.html. Thay vì gọi app nhập chi tiêu, chúng ta sẽ gọi app binding, component binding của chúng ta. Chúng ta vừa tạo ra ở trong Angular project này. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. À, tôi chưa nhấn lưu. Đây, chưa nhấn lưu, cancel lưu. Ctrl S lưu lại. Rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Như vậy là đã binding dữ liệu thành công lên cho chúng ta. Ở dưới TS chúng ta thay đổi là gì? Thì ở trên HTML sẽ thay đổi luôn. Chúng ta không cần phải build lại. Đây là dữ liệu tự động load luôn. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ học sang kiểu binding tiếp theo. Đấy là event binding. Sự kiện đấy. Tôi sẽ thêm một sự kiện ở trong này. Sự kiện có tên là xin chào. Và để sự kiện đơn giản thì tôi sẽ không truyền tham số vào hàm này. Và trong thân hàm thì tôi sẽ alert lên bình thường thôi. À, xin chào Việt Nam. Đơn giản như vậy thôi. Và trên HTML thì tôi sẽ thêm mới một button. Button này.
chúng ta sẽ gọi even, và câu trích gọi even là chúng ta sẽ dùng cái này, cặp ngoặc tròn even bằng tên của even, đấy là xin chào. Ta sẽ gõ chữ xin chào tiếng Việt ở đây. À, xin lỗi các bạn. Event thì chúng ta sẽ đặt tên của sự kiện đấy. Sự kiện đấy là sự kiện glitch. Ok. Xin chào này chúng ta, à chúng ta viết sai chính tả. Đây. Xin chào phải là xin rồi chữ cờ viết hoa theo cấu trúc camel lạc đà. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Có một button ở đây, và tôi sẽ nhấn. Không có gì, chuyện gì xảy ra cả. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại xem có lỗi gì không. Xin lỗi các bạn, là hàm của chúng ta thì phải như thế này. Mới đúng là hàm. Phải có cọc ngoặc vuông này để biểu thị rõ đây là hàm. Chúng ta cùng kiểm tra lại. Xin chào, đấy đã lướt ra là xin chào Việt Nam rồi. Như vậy là chúng ta đã học xong phần thứ hai của bài học data binding. Đấy là phần binding sự kiện, event binding trong Angular 15 của Rosetta. Tiếp đến chúng ta sẽ đi đến property binding, binding thuộc tính. Thì để học phần này thì chúng ta sẽ tạo ra một input đây, chúng ta sẽ tạo một input để tôi sẽ dùng thẻ br để cách dòng là, sau đấy tôi sẽ thêm một thẻ input. Input này chỉ có một thẻ, không có thẻ đóng mở nên chúng ta sẽ dùng như này để đóng luôn thẻ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng property binding như sau. Chúng ta sẽ dùng cặp ngoặc vuông chỉ ra property value, chúng ta sẽ để bằng tên, tên của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra đây, property binding đã thành công. Tiếp đến chúng ta sẽ đi đến attribute binding. Attribute binding thì để học về attribute binding, tôi sẽ tạo ra một biến có tên là size ở trong TypeScript và tôi sẽ để là 50. Ok, chúng ta sẽ quay sang HTML, chúng ta sẽ thêm một dòng code sau attribute. Viết tắt là attr chấm size sẽ bằng biến size chúng ta vừa khởi tạo. Ok, chúng ta cùng kiểm tra. Như vậy các bạn thấy là size của chúng ta đã rộng lên thành 50 pixel rồi. À, chúng ta đổi trong này thành 5. Thì input của chúng ta cũng sẽ nhỏ lại luôn. Ok. Chúng tôi sẽ để lại 50 như cũ. Cho nó rộng, nhìn cho nó dễ. Ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ học về class binding. Các bạn hãy tập trung vì đến cuối video còn một phần binding vô cùng quan trọng nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với class binding. Để đến với class binding thì tôi sẽ khai báo một biến có tên là btn đỏ bằng btn btn đen g. Ok, ở trên HTML thì tôi sẽ dùng như sau. Tôi sẽ dùng thẻ ngoặc vuông class bằng btn đỏ. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra.
Đấy, vệ tinh nào đó của chúng ta đã hiện ra rồi. À, xin lỗi các bạn. Chúng ta phải để vào button. Nhưng không sao, để vào input cũng được. Để vào button cho nó chuẩn chỉ. Đây, button đó, đã thành button đó. Xin chào Việt Nam. Ok. Tiếp đến. Thì chúng ta sẽ đi vào phần style padding. Ok. Đi vào phần này thì chúng ta sẽ khai báo một biến tên là đỏ. Và chúng ta sẽ khai báo bằng đơn giản là red thôi. Ok. Style padding. Chúng ta sẽ dùng cho thẻ P. Chúng ta lại tiếp tục dùng dùng quang ngọc vuông. Đấy các bạn thấy tương tự đúng không? Attribute padding này, property padding này, class padding này và style padding để dùng cặp ngọc vuông. Riêng có sự kiện thì dùng ngoặc tròn. Còn padding dữ liệu một chiều thì chúng ta dùng cặp ngoặc nhọn này. Ok. Style chấm color như sẽ như vậy bằng đỏ như chúng ta đã khai báo ở trước. Đây chúng ta sẽ cùng kiểm tra hàng cũng là quá nhanh của chúng ta đã chuyển thành màu đỏ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi vào một phần padding vô cùng quan trọng của Angular 15, đấy là two-way data padding, padding dữ liệu hai chiều. Thì để học phần này thì chúng ta sẽ vào phần angular.model.2s ở trong Angular project của chúng ta. Chúng ta sẽ import form module. Các bạn nhớ nhé. Học data binding hai chiều thì chúng ta phải thêm form module vô cùng quan trọng. Nếu không thêm form module thì sẽ không dùng được two-way binding đâu, ràng buộc dữ liệu hai chiều đâu. Ok, chúng ta không cần khai báo thêm biến gì, chúng ta sẽ truy cập vào ngay trong Commander HTML. Chúng ta sẽ viết cấu trúc như sau: cặp ngoặc vuông, cặp ngoặc tròn, ng model. Ok, chúng ta sẽ gọi tên, chuyển tên vào đây. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra và ăn gì này. Đấy, chúng ta thay đổi dữ liệu ở đây thì ở dưới file TypeScript của chúng ta biến cũng nhận giá trị đấy luôn, và biến nhận dưới giá trị thì ở trên HTML cũng thay đổi luôn, rất là nhanh đúng không? Real time data. Ok, như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Trước khi kết thúc bài học thì chúng ta sẽ cùng ôn lại một số kiến thức chúng ta đã học trong ngày hôm nay. Kiến thức đầu tiên là chúng ta học về binding dữ liệu một chiều này. Tiếp đến là chúng ta học về binding sự kiện, event binding. Tiếp đến nữa là chúng ta học vào về property binding này. Rồi class binding, attribute binding, style binding và quan trọng nhất và cũng là cuối cùng, đấy là two-way binding, binding dữ liệu hai chiều. Chúng ta sẽ dùng cặp ngoặc vuông và cặp ngoặc nhọn. Sau đấy là từ khóa ng model, cái này không thể thay đổi được. Còn phía sau dấu bằng, chúng ta sẽ không nháy kép và là truyền vào biến muốn sử dụng two-way binding. Và để làm được điều này thì chúng ta nhớ truy cập vào app.module.ts và import thư viện form module. Ok. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.